Xin chào tất cả các bạn. Thì đến với clip ngày hôm nay thì chung một đề tài là làm trắng da, thì mình sẽ có những chia sẻ tại sao có người dùng tắm trắng lại hài lòng, lại cảm thấy thích, là tại sao da họ trắng rất là nhiều. Nhưng cũng có những khách hàng dùng sản phẩm và lại phản hồi rằng cảm thấy họ không vừa ý, cảm thấy không trắng, không hài lòng. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ về cái đề tài này để cho các bạn có thể hiểu rõ hơn rằng tại sao da người ta thì trắng, còn da mình tắm thì là không trắng ha. Cũng hơn 10 năm kể từ khi bắt đầu vào nghề chăm sóc da và làm spa, và cũng hơn 5 năm kể từ khi mà về đến cái nghề sản xuất mỹ phẩm, thì cái vấn đề, cái câu hỏi mà mình được khách hàng hỏi nhiều nhất đó là làm cách nào cho da có thể trắng, mà không, làm cách nào cho da có thể trắng một cách nhanh nhất. Thì hầu như cái nhu cầu làm trắng là cái đáng quan tâm nhất của trong các cả các chị em phụ nữ hiện nay. Có các chị em sử dụng dịch vụ của Nga Spa, và cũng có rất là nhiều các chị em ở phương xa thì dùng cái sản phẩm tắm trắng mà công ty Ngân Thanh Phú đã sản xuất và phân phối. Thì có nhiều chị em rất là hài lòng và họ cảm thấy vượt xa cái mong đợi của họ, đến nỗi mà họ họ có những cái chia sẻ trên trang web Trẻ Thơ, và cũng rất là nhiều các bà mẹ bỉm sữa từ cái trang web đó biết đến sản phẩm của công ty Ngân Thanh Phú và sử dụng rất 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 là nhiều luôn. Và đó chính là những cái động lực rất là lớn giúp cho công ty Ngân Thanh Phú có thể tin vào cái con đường mình đã chọn, và ngày càng cố gắng để cho ra những cái sản phẩm tốt hơn và hoàn hảo hơn nữa. Nhưng cũng có một vài khách hàng thì họ sử dụng một số ít thôi, họ sử dụng và họ có nhắn lại rằng họ cảm thấy không có trắng, họ cảm thấy rằng tại sao tắm trắng nó là không có ngứa, nhưng mà người ta tắm thì người ta lại cảm thấy là cảm giác ngứa, hoặc là nó tắm trong trắng liền một lần là thấy trắng liền này kia, mà sao không thấy trắng gì hết này nọ. Cũng có một vài khách phản hồi như thế. Thì nghe giải thích như thế này: cái trắng hay không nó tùy thuộc vào cái cơ địa của mỗi người. Tại sao người ta ăn một chén cơm người ta thấy no, mình ăn bốn chén mình mới thấy no? Hoặc là tại sao mà sữa, hải sản là những thứ mà bác sĩ dinh dưỡng khuyên dùng rất là nhiều, nhưng mà tại sao bản thân mình ăn mình lại là bị dị ứng, mình lại bị ngứa? Đó là chính là do cái cơ địa của mình. Mình là một cái cơ thể sống và mỗi người đều có cái khác nhau, không ai mà giống ai hết. Và tất cả những cái sản phẩm mà công ty Ngô Thành Phú sản xuất thì trên cái bản thành phần của nó đều có những cái chất mà đã được kiểm nghiệm lâm sàng, đã được khoa học chứng minh rằng cái chất đó với cái công dụng đó, với cái thành phần đó thì nó sẽ cho ra cái tác dụng như vậy. Và khi đó thì chúng tôi tạo ra được những công thức rằng khi mà sử dụng sản phẩm đó sẽ có những công dụng như vậy, và các nhà khoa học đều đã nghiên cứu như vậy. Còn bản thân mình, khi mà mình sử dụng cái sản phẩm mình cảm thấy không trắng được như mong đợi, thì là do cái cơ địa của mình, cái làn da của mình, cái cấu trúc da của mình nó khó hấp thụ sản phẩm, thì nó sẽ không đạt được cái hiệu quả như là người ta. Vì vậy cái nỗ lực làm đẹp của mình nó còn phải cố gắng gấp người ta hơn rất rất là nhiều lần, chứ không phải là da mình nó không hấp thụ như vậy là mình đổ cho cái sản phẩm nó như vậy và mình không sử dụng nữa, thì mình sẽ khó khi nào mà đạt được cái mong muốn là có làn da trắng sáng lắm. Bản thân Nga là một người, hồi xưa ai biết thì cũng biết rằng mình là một người rất là đen luôn, nhưng mà khi mà mình mở spa kinh doanh cách đây 10 năm, mở spa trong 1-2 năm đầu, da mình lúc đó vẫn còn rất là đen luôn. Nhưng mà với cái yêu thích và cái nỗ lực làm đẹp của mình thì trong vòng 2 năm thì da mình đã thay đổi hoàn toàn, trắng sáng rõ ràng luôn. Và khi mà mình có em bé trong khoảng 2 năm có bầu, và lúc mà cho bé bú thì hầu như mình cũng không xài kem luôn, rất là lười, không có xài kem gì hết rồi đó. Nhưng mà sau 2 năm mình ngưng, da mình vẫn sáng, vẫn trắng bình thường. Đó là khi 1 năm đầu da bạn nó cần chuyển tông từ tông đen, nó chuyển sang tông vàng sáng, và 1 năm tiếp theo từ tông vàng sáng nó mới có thể chuyển thành cái tông trắng được. Đó là một cái chia sẻ rất là thật từ chính bản thân mình dùng da mình đen và mắt đỏ đã có thể những biến chuyển để hôm nay có làn da trắng sáng thế này, là cả một nỗ lực, cả một quá trình. Vì vậy khuyên tất cả các chị em ai muốn làm trắng thì trước tiên bản thân mình phải là người thật là nỗ lực, và hãy có cái suy nghĩ rằng sản phẩm chỉ là cái bước hỗ trợ, còn là tất cả mình đều phải cố gắng và kiên trì thì nó mới có được làn da trắng sáng như là mình mong muốn được. Chứ mình dùng 1-2 ngày mình nản là không có sản phẩm nào có thể đáp ứng được đâu. Hy vọng rằng các chị em tin tưởng sử dụng sản phẩm của công ty Ngô Thanh Phú sẽ sử dụng và có được hiệu quả như mình mong muốn ạ.